Chào mọi người, hôm nay em gửi bài lên page để cảnh báo tới mọi người hãy cẩn thận với những người bạn trai mới quen Dù là quen qua mạng hay quen ngoài đời thật Thời buổi giờ good boy thì ít, mà bad boy thì nhiều Chuyện là tháng trước em có tải Tinder về để tìm người yêu Do làm quen qua giới thiệu này kia, em đã gặp phải những anh ối rồi ôi Hàng thực tế khác xa so với quảng cáo Chả hiểu sao một đứa dân marketing như em lại tin vào lời quảng cáo thế cơ chứ Thế là em quyết định sẽ tự tìm real love cho cuộc đời mình Xem tiktok thấy nhiều chị em lên tinder hốt được chồng ngon Thế là mặc cho nhiều người bảo lên tinder chỉ để tìm bạn vui vẻ Em vẫn quyết tâm thử vận may Sau vài ngày làm quen thị trường Em đã match được với một anh Nhìn profile thì cũng uy tín Cũng không có vẻ gì là bad boy lắm Thế là em còn nói chuyện thử Với kinh nghiệm tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn dại trai của em thì em tự tin có thể nắm được hết văn của bad boy. Nhưng rồi, anh này nói chuyện với em một cách rất chân thật. Cảm giác đúng kiểu con nhà lành luôn ạ. Em có đề xuất hẹn gặp mặt một buổi thì chúng em chốt được kèo vào 7 giờ tối hôm sau. Anh ấy qua đón em, từ gạt chỗ để chân, đội mũ cho em và đi xe rất cẩn thận. Thật chứ, em rất kết kiểu con trai đi xe cứ lạng lách đánh võng, nhìn chỉ muốn khẩu nghiệp. Vì thế, trước sự điềm đạm của anh ấy, em cũng dần có cảm tình hơn đi ăn đi xem phim xong thì cũng tầm 11 giờ. Em để xem anh ấy sẽ làm gì thì không làm em thất vọng. Anh ấy đưa em về nhà, thậm chí trước lúc chia tay còn tặng em một món quà đã chuẩn bị từ trước. Cảm giác như em đã tìm được real love của cuộc đời mình vậy. Thế rồi chúng em cứ thế dần dần có tình cảm với nhau nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay thơm má. Cho đến gần đây, em thấy anh ấy bắt đầu có những biểu hiện lạ. Anh ấy thường xuyên khen body của em hơn, Xong gợi ý em mấy cái gu ăn mặc sexy Em có từ chối khéo rằng em không thích Và cũng không có món đồ nào trong tủ theo phong cách đó Ấy thế là anh ấy mua tặng em một bộ đồ Mọi người biết là gì không ạ? À? Một bộ đồ lót Theo phép lịch sự thì em cũng nhận thôi Nhưng mà em không mặc Nhưng rồi tặng được mấy hôm Thì anh ấy liên tục gợi ý cho em Làm mặc đồ đó rồi chụp ảnh gửi cho anh Với lý do là để làm mới tình yêu Và thêm gia vị để yêu nhau nhiều hơn Ủa mới có một tháng mà anh đã đòi làm mới tình yêu rồi ư? Ừ. đã thế khi nói chuyện, nếu một trong hai phải dừng lại đi tắm thì anh ấy đều ngỏ ý video cô. thật chứ, em thấy nhiều chị em cứ khoe đú trên đó, nhưng em thấy nó cứ biến thái thế nào ấy. em từ chối thì anh ấy cũng tỏ thái độ này kia, thấy em có vẻ không dễ dụ, anh ta liền đổi sang đe dọa, bảo em đã nhận bộ đồ lót thì phải mặc rồi chụp ảnh gửi cho anh ta. Không thì sẽ bóc phốt hay sẽ cho em số lên mấy nhóm dịch vụ này kia. Bực quá em liền chửi cho một trận, xong chia tay rồi bóp luôn. Sau đó em có lên Facebook, lục tung các group, thì biết được anh ấy đã từng lừa rất nhiều con gái với thủ đoạn tương tự. Khi thì tên là Khánh, khi thì tên là Tùng, lúc thì lại biến thành mạnh. Ban đầu thì ra vẻ ngoan hiền để các bạn gái tin tưởng, thậm chí chủ động từ chối, ôm hôn khi mới quen. Cố tình đi chơi khuya nhưng không qua đêm để lấy lòng tin, sau đó thì tặng đồ sexy gạ các bạn ấy chụp ảnh về thế là hắn ta lấy các ảnh các bạn gái đó để đi lừa lấy tiền lấy quà của các anh con trai biến thái thích ngắm ảnh hở hang của con gái nhà người ta đúng là một tên cáo già thế nên các chị em bây giờ tìm người yêu hãy cẩn thận nhá thời buổi bây giờ good boy đã hiếm rồi mà bad boy còn tinh vi đến như thế này thì hội chị em fa biết phải làm sao Chào mọi người, đã có thời điểm nào hay vì khoảnh khắc nào mà mọi người thấy mình thực sự cô đơn và muốn có người yêu chưa ạ? Em năm nay 21 tuổi, độ tuổi người ta bảo đẹp nhất của con gái. Em vẫn luôn giữ cho mình thật xinh đẹp, vô tư vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống này. ấy thế rồi, ngày chị em lấy chồng là ngày mà em cảm thấy mình thật sự cần một anh người yêu hay một anh chồng ngay lúc này. Chị gái em hơn em 5 tuổi, mới lấy chồng được mấy tháng, anh rể em là mối tình đầu của chị gái em luôn Anh chị học chung với nhau từ cấp 3 Lên đại học yêu nhau Ra trường đi làm ổn định thì cưới Đúng chuẩn ngôn tình luôn ạ à. Phận FA Không một mảnh tình vắt vai như em Cũng có một sự gato không hề nhẹ Nói chứ Em cũng thuộc dạng xinh xắn Không phải không có anh nào để ý Nhưng tại Em muốn một mình tận hưởng mọi điều cuộc sống Mà không phải để ý Hay phụ thuộc vào ai Mặc dù đôi lúc một mình thì cũng sợ cô đơn Nhà chồng chị em thì ngay gần nhà em Bà này thật chứ vụng hơn em Không sinh bằng em Mà số sướng thế không biết Lại được combo mẹ chồng dễ tính Nên mang tiếng lấy chồng rồi Mà vẫn ăn cơm nhà mẹ đẻ như cơm bữa Tưởng chị gái đi lấy chồng Em sẽ là bá chủ căn nhà này Sẽ là con gái yêu quý của bố mẹ Thì em lại biến thành ô xin phục vụ bà bầu Và phần thưởng cho em là bát cơm chó mỗi ngày Sáng sớm vừa ngủ dậy thì chị gái thân yêu đã đang ngồi giữa phòng khách đá bắt phở gà đùi hai trứng. Bình thường ở nhà toàn quát tháo, đánh cả em gái, ấy thế mà lấy chồng cái thay đổi 180 độ. Ăn cũng phải chồng đút, nào là anh ơi nóng, rồi thì anh ơi miếng này có hành. Dù chưa ăn sáng nhưng em đã thấy no quá rồi. Đang đi học thì thấy chị gái nhắn tin, ê ăn bánh tráng không, tao phần cho anh rể mới mua đó chưa kịp rớt nước miếng thì bà ấy nhắn tiếp nhưng thôi chắc chị mày no rồi chị ăn cho nhá đúng là no thật mọi người no cơm chó đến tối về tưởng như đôi vợ chồng trẻ đã về thì em về nhà thấy cả nhà đang ăn cơm mà em không nhận được một cuộc gọi nhỡ nào với lý do ăn sớm cho anh chị còn về ăn xong chắc chắn là em là người rửa bát rồi hì hục rửa bát xong thì em thấy bà chị đang nằm kê đầu lên chân chồng, được chồng đút hoa quả cho ăn. Đã thế, bố mẹ em còn bảo, đấy, mà nhìn chị mày mà học tập, nhanh kiếm cho bố mẹ thằng rể đi. Con gái gì mà mãi chẳng thằng nào dòm ngó cả. Ủa bố mẹ, học cấp 3 thì cấm yêu đương, mới lên đại học chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì đã dục Đã thế, cả nhà ngồi xem phim, đến đoạn hôn nhau, bà chị yêu quý của em lại lấy tay che mắt chồng rồi bảo, Uy anh cảnh nóng không xem được khiếp sợ quá người phải che mắt là em đây này giây phút này thì em thấy mình thực sự cần một anh người yêu ngay vào luôn đến tầm 10 giờ anh rể bảo chị em ở lại ngủ với em gái cho tình cảm cũng được thì bà chị quý hóa bảo luôn ơ ờ không em phải về ôm chồng em chứ không thể ôm con dở hơi này được nghe mà tức thế mà ngày lấy chồng ôm đứa em này khóc lóc bảo là chị sẽ về ngủ với em Đúng là thứ phụ bạc, chị chị em em. Đấy, ngày nào em cũng phải ăn cơm chó thế đấy. Em không thể cứ ăn một mình như thế này được, nên mọi người phải chia sẻ cùng em. Tiện đây, có anh trai nào có thể giúp em kết thúc sự độc thân này được không ạ? Em không phải siêu mẫu, nhưng cũng ưa nhìn. Cao trên 1m65, body đồng hồ cát, biết nấu ăn, nắng biết đội mũ, mưa biết chạy vào nhà. Chứ bản lĩnh thì em có, nhưng ăn cơm chó đều như thế này thì em không chịu được. Chào các bạn, mình là Nữ, làm nghề kinh doanh tự do Mình có một cửa hàng buôn bán quần áo đầm bày cho Nữ Vì cửa hàng mới mở còn nhỏ, nên mình tự làm chủ, tự bán, tự thu ngân luôn Thầy quá các bác ơi, mới sáng nay, mình thấy người yêu cũ của mình dẫn người yêu mới đến cửa hàng mình để mua quần áo Vừa vào tiệm, vừa lúc nhìn thấy mình, anh người yêu cũ đã cười khẩy Ơ kìa, Trang, lâu quá không gặp, em vẫn sống tốt chứ hả? Hiện tại, em sống tốt hơn lúc còn yêu anh ạ thấy mình vừa tuyên chiến Cô nghĩ ông mới liền tới ôm eo anh Vừa nhìn mình từ trên xuống dưới rồi khinh khinh bảo Tưởng thế nào hóa ra người yêu cũ của anh cũng chỉ là thua ngân thôi sao Anh người yêu cũ còn bồi thêm câu Ngày xưa làm thiên nga bên anh Giờ xa anh rồi thì vịt vẫn hoàn vị thôi Rồi quay sang vuốt mặt người yêu mới dặn dò cô Em phải ngoan mới được đấy nhá Nghe thấy thế mình tức lắm Định bụng sẽ vỗ ngực bảo Tôi là chủ tiệm đấy nhá Tôi không thích bán cho hai người cút khỏi tiệm tôi ngay Rồi sẽ vơ lấy chổi ra mà quét hai người họ ra khỏi tiệm luôn Nhưng mình chợt khượng lại Mình nghĩ có cách cư xử hay hơn Biết anh có thật sĩ diện hão Mình bắt đầu khiêu khích anh Anh dặn này lên trước chưa nhở Lương cao thế chắc anh phải mua cho chị những món đắt tiền nhất rồi đúng không ạ Dĩ nhiên lấy những thứ đắt nhất ra đây Anh nói rồi quay sang người yêu và bảo Vì em xứng đáng Cô ấy thích thú cười tủm tỉm mình vừa rời đi chọn váy cho cô ấy thử Mà lòng nghe cay lắm Mình chọn hẳn 10 bộ Váy, giày, túi, phụ kiện Cô người yêu mới thử tương chiếc váy cho anh xem Anh kiên nhẫn chờ đợi Và luôn nhìn cô ấy với ánh mắt đầy say đắm Nhưng đứng trong một góc Chứng kiến hết tất cả Mà nghe lòng đau lắm Trước kia anh chưa từng kiên nhẫn với mình Như là với cô ấy Mình nhìn hai người bọn họ ân ái Ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn Và cả sự ganh tị anh ấy và cô ta dường như cũng nhận ra mình đã khó chịu Nên càng tỏ ra thích thú và tình tứ hơn nữa Bộ nào chị thích, em tính tiền hết cho anh Anh mua cho cô ta tận 5 cái váy, 3 chiếc túi, 4 đôi giày cao gót Tất cả đều là hàng đắt nhất của tiệm mình Đúng thật là anh thật rộng rãi và chẳng tiếc thứ gì với cô ta Nhìn bóng lưng hai người rời đi cho đến khi khuất dạ Chỉ còn lại mình cô đơn trong cửa hàng Mình bắt đầu lầm nhầm, tính tiền lãi Uầy, lại to Bán một bill cho hai người này Bằng target bán cả một tuần Sướng thế nhỏ Thôi nay nghỉ sớm đi spa thư giãn Hình như việc làm mình đau lòng Khiến cho hai người họ thích thú lắm Nên họ đến shop mình rất thường xuyên Giờ người yêu cũ của mình Và người yêu mới của anh ấy Thành khách quen của cửa hàng mình luôn Mình còn cấp hẳn cho họ Một phiếu khách hàng thân thiết nữa Thú thật Lúc đầu mình có khó chịu một chút Nhưng mà bây giờ mình thấy bình thường à Thậm chí khi họ mua nhiều, mình có lãi to, mình còn vui nữa chứ chẳng có gì đau lòng. Nhờ anh chị mua mà doanh thu của mình tăng lên được kha khá. Anh chị cứ ủng hộ thế này, chắc mình mau phát tài. Hôm nọ mình lướt Facebook, thầy có đăng caption đúng vãi trưởng. Mình sẽ lan tỏa cho mọi người nhé. Caption đó là Thứ giết chết mình chính là tiền điện, tiền nước, tiền mặt bằng, tiền xăng xe, chứ không phải là kỷ niệm hay là người yêu cũ đâu. Xin chào anh em Thay trước giờ chỉ toàn có chị em lên chia sẻ về chuyện lần đầu về nhà ra mắt bạn trai Nên hôm nay tôi xin mạn phép chia sẻ về lần đầu về ra mắt gia đình bạn gái Tôi và em yêu nhau cũng được 3 năm Đến nay cả hai đều đã ra trường và có công việc ổn định Cũng tính đến chuyện cưới sinh Nên hôm vừa rồi tôi có về nhà ra mắt gia đình em ấy Trên đường về thì em ấy cũng có bảo tôi Nhà em thuộc dạng bình thường Không khá giả gì Bố mẹ em làm nông thôi Anh đừng che nha Yêu nhau mấy năm Hơn nữa em nó là con gái Ai lại đi che gia cảnh bao giờ Tôi đáp Em yên tâm Anh yêu em thật lòng Nên trước sau gì cũng là người một nhà Có nào thì mình theo thế thôi Về tới nơi Thì cũng đã vào bữa tối Bố mẹ em đã sắp cơm sẵn Chỉ chờ chúng tôi về là vào mâm Vừa ngồi uống rượu Bố em vừa bảo tôi Cháu cứ tự nhiên nhớ nhà nha Nhà bác thì không có điều kiện Nhưng lại giàu về tình cảm Hai đứa đã xác định nghiêm túc Thầy hai bác cũng coi cháu như con cái trong nhà thôi Nên cứ thoải mái Không phải làm khách nhé Cơm nước xong xuôi Hai bác cũng có bảo người yêu tôi dẫn tôi đi lanh quanh ra thị trấn chơi Nhưng tôi muốn ở lại ngồi chơi với bố mẹ em Lần đầu về ra mắt mà Đêm hôm đó Đang thiêu ngủ thì tôi nghe thấy tiếng gọi Lan ơi Ra phụ bố tí nào Tôi quay sang Thì thấy em người yêu đang ngồi dậy để ra ngoài Thế rồi tôi dậy theo Không nhẹ để thân con gái một mình lúc trời còn tờ mờ Tôi nhìn điện thoại thì thấy mới 4 giờ sáng. Tôi theo em xuống bếp thì thấy bố em đang chuẩn bị nồi cám lợn. Bố em bảo tôi Ờ, à, Hùng cũng vậy à cháu. Nhà bác giờ này là hay dậy nấu cám cho lợn. Cá trăng trại nên phải dậy sớm thế đấy. Tôi quay sang em người yêu. Ờ, à, thôi em vào ngủ đi. Nay để anh làm thử với bố một hôm cho. Em người yêu tôi đi vào với nụ cười đầy hãnh diện. Xong tôi cũng sang be vào phụ bố em. Dù chưa phải làm bao giờ nhưng cũng chỉ là rau băm rồi cho vào nồi nên tôi cũng không gặp khó khăn mấy. Cho đến đoạn bê nồi lên bếp, với sức trai chưa vợ, tôi định thể hiện một mình bê lên, thì chắc phải bốn đứa như tôi mới bê nổi. Bố em nhìn tôi cười bảo, đây, để bác khiên cho, chứ trai phố thì bê làm sao được. Lúc đấy quê thực sự các ông mà, nhưng thôi, liêm sĩ gì tầm này, tưởng như chỉ dừng lại ở đó, thì đến lúc quẩy cám, quê tập hai các ông ạ à. Ông nào quấy cám rồi thì chắc sẽ biết Nó nặng thực sự Và tôi lại phải cầu cứu bố em Quả này về chắc phải đi tập gym góp Nấu cám xong Cũng là gần sáng Bố em bảo tôi đi vào bắt đôi gà Trưa về làm thịt Đập vào mắt tôi là cả khu vườn mênh mông Và các em gà thả vườn hàng riêu Do dậy từ 4 giờ sáng chưa ăn gì Nên tôi hơi hoa mắt Chạy bỡ cả hơi tai Mãi chẳng tóm được em nào trong khi bố em với hai ba động tác kỹ thuật đã tóm được hai em béo núng nính Nghĩ mà nó chán. Lần đầu ra mắt của tôi tưởng như đã đủ thảm rồi thì chưa dừng lại ở đó. Bắt gà xong thì tôi và bố em về nhà. Đến đoạn thịt gà. Thật với các ông, trước giờ tôi chưa bao giờ thịt gà cả. Tôi đã nháy mắt khéo người yêu rồi nhưng không những không nhận được sự giúp đỡ mà tôi cũng bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo hơn. Bố ơi, bố để anh Dũng giết gà cho ạ. À? Ồ... Oh. Nghe xong mà tim tôi như ngừng đập. Thế rồi, bố em đưa gà cho tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng thôi, em nó đã nói thế thì tôi cũng phải làm thôi. Sau 30 phút, thì tôi cũng xử xong với cái đầu gà gần lìa khỏi cổ. Thịt xong, tôi lại giật mình nhớ ra là còn chặt gà. Lại bảo không biết chặt nốt, thì chắc nay là lần cuối tôi gặp bố mẹ em mất. Thế là tôi phải tìm đủ mọi cách năng nỉ ý thôi. Người yêu đưa tôi đi chợ mua sắm để trốn việc chặt gà. Chuyến này về Hà Nội, Chắc phải đi học thêm một khóa làm rễ cấp tốt mất. Trưa đó ăn xong, chiều chúng tôi về Hà Nội luôn. Đi đường em nó toàn treo tôi. Rồi còn bảo bố mẹ em cứ hỏi anh ở nhà không phải làm gì à, hay sức khỏe của anh thế nào. Ôi, nghe mà chết trong lòng nhiều chút. Không biết các anh em lần đầu ra mắt nhà nghiêu thế nào. Có ông nào mà nhà thành phố mà được chuyển khẩu về quê như tôi không?